Ngước mặt lên trời hận đời vô đối, cúi mặt xuống gối ối mình thật là đẹp trai. Really nigga. Đẹp trai nè. Đẹp trai. Đấm cho hết đẹp trai luôn, đấm tím mắt luôn. Cái gì thế hả ốc? Anh vừa mới làm bài thơ hay ngất ngây con gà tây thế mà em lao vào đấm anh không trượt phát nào thế hả ốc? Đấy, người ta gọi là ảo tưởng sức mạnh. Ở đây chẳng ai thấy anh là đẹp trai hết. Các bạn có thấy anh đẹp trai không? Nếu thấy anh đẹp trai thì đừng quên ấn like và đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ anh làm thật nhiều video mới nhá. Ok, em sao mà thấy được vẻ đẹp trai rạng ngời trông thật là tuyệt vời của anh đúng không? Vì ốc xấu mà mãi. Đố anh biết em đang ở đâu? Ở đâu đấy? Ốc biến mất rồi các bạn ạ, ốc hack game rồi. Ông nha, không được chơi xấu nha. Chúng ta đang ở trong thế giới bảo vệ nhà, em định tính trốn rồi cho anh tiêu diệt quái vật một mình đúng không? À, Bèo Thành làm gì thấy mình nhá? Ốc đâu các bạn ơi? Ốc ơi, em bị quái vật bế đi rồi à? Quái vật bắt cóc ốc đi à? Thấy rồi. À, thập thò trông như con bò à? Thấy rồi nha. Em có ra đây không? Anh tẩn cho em tím mắt bây giờ. Có ra đây không? Trốn này. Ui, cái gì đây? Trốn này. Này, ném cú đất vào mặt. À, cay thế nhờ các bạn nhờ. Ốc còn ném hòn đất vào mặt anh nữa chứ. Làm xấu đi cái vẻ đẹp trai của anh. Cay thật sự luôn. Thôi ông ơi, chúng ta đang trong thế giới bảo vệ nhà đấy. Đừng có lo chơi trốn tìm nữa. Quái vật nó đến nó bế hai đứa đi bây giờ. Biết rồi, biết rồi. Hôm nay là Baby Long Leg đến. Ui giời ơi, là một đứa baby cutia hột mía này mà đã tấn công nhà anh Bưu Thành á. Anh gặp nó á, anh bế nó vào chạy trẻ mồ côi luôn. Điên à, nó có mẹ chân dài và bố chân dài còn gì, sao mà phải vào chạy trẻ mồ côi, vớ vẩn. Con này chỉ là một đứa em bé thôi, làm gì có tuổi mà đấu với hai đứa mình. Đúng rồi, tuổi gì? Tuổi con ngan con. À đâu, tuổi đứa trẻ con. Được rồi, nhưng mà nghe nói bố mẹ nó đều là quái vật. Ví dụ như là Daddy Long Leg này, Mommy Long Leg đều là quái vật rất là đáng sợ. Chứng tỏ là khi mà hai người đấy sinh ra một đứa con thì đứa con đấy cũng là một con quái vật rất đáng sợ đúng không? Chả có vấn đề gì, dù nó là quái vật nhưng nó chỉ là một con quái vật trẻ con thôi đúng không? Đúng rồi. Mình là người lớn rồi. Đúng rồi, thế thì mình lấy đồ đi ốc ơi. Dăm ba quái vật, trong khi đó mình còn rất là nhiều đồ xịn sò con bò như thế này á. Quái vật đến đây á, xin là xin vĩnh biệt cụ ngay. Anh nói chỉ có chuẩn mà chắc chắn em sẽ tiêu diệt được nó, bởi vì em là người lợi hại. Thế mà anh tưởng em bị bệnh dại. Ui, ông có bộ đồ xem nào. Ây da, trông ngầu ấy nhờ. Ui giời, ngầu chứ sao lại không ngầu. Đeo kính râm vào là auto ngầu hết. Đeo kính râm trông như đứa hâm các bạn. Ui giời ơi, anh còn đây bài đặt gì? Bài đặt là Doctor Strange à? Người mang đến sức mạnh vô địch lợi hại, điều khiển phép thuật. Còn ốc là gì á? Thám tử lừng danh cô điên à? Cô điên cái đầu anh. Làm gì có thám tử nào mà có vũ khí nhìn siêu đỉnh như em thấy chưa? Đây. Rồi, vũ khí này mà siêu đỉnh á. Ui quỷ bắp đây này. Xem cây quyền trượng trên tay này, thấy không? Lần trước anh không dùng được, nhưng hôm nay đã trở thành phù thủy tối thượng. Anh sẽ dùng được. Đâu, dùng thử xem nào. Thấy không? Thế anh khóa người dân làng trong chiếc thuyền kia không? À, có cái vòng này. Xong rồi sao? Xong rồi sao nhỉ? Ôi dồi ôi, chỉ là một thứ đồ chơi thôi. Nhìn của em nó mới ngầu. Một chiếc trong chóng định mệnh Destiny. Ui ghê vậy, ghê vậy. Em bảo anh cúi bắp bắp, bây giờ anh sẽ giữ chân em lại. Anh đâu không giữ chân được lại ốc à? Rồi ốc thử di chuyển nào. Ôi di chuyển bình thường, xuyên mà đêm mà. Anh nào còn nhảy luôn cho mà xem này. Ui không, anh không biết dùng cái này các bạn. Ủa sao? Sao cái gì? Là đồ pha ke rồi. Không phải đồ pha ke, chắc chắn là đồ xịn luôn. Xịn cái gì? Bằng làm sao cái kiếm của em được? Ai giả ngầu thế nhờ các bạn nhờ. Nhưng mà cái này anh không biết dùng như thế nào nhờ. Các bạn nào biết dùng bình luận ở dưới nhá. Anh còn có cái kiếm này đúng không? Kiếm sức mạnh phép thuật. Phép thuật win and chanted. Mặc quần thùng đi. Ông dám bảo anh mà còn được đít nhá. Nhìn thanh kiếm anh này, em đứng từ đấy anh vẫn có thể đánh vào người em. Đâu? Đấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Ui xịn thế nhỉ. Đánh rất là xa luôn. Dài, sao còn có kỹ năng đây này. Đâu nhỉ? Kỹ năng ra đây. À, kỹ năng của mình đâu? Ủa, sao không có kỹ năng? Anh nhớ là có kỹ năng mà. Thôi được rồi, tí anh sẽ dùng kỹ năng cho bạn xem. Đây còn có cái khiên này, thấy không? Ui giời, phù thủy tối thượng mà lại có khiên. Em xem phim đầy rồi, phù thủy chẳng bao giờ có khiên hết. Ốc chả biết gì cả, xem cái khiên của anh này.
Ui dồi ôi, kinh thế nhở. Khiên này là khiên của phù thủy, có sức mạnh đẩy tất cả mọi thứ ra xung quanh, không được ai tấn công phù thủy, không được chạm vào phù thủy. Đây, anh cho em xem phép thuật của cây kiếm của anh. Đấy, thấy dưới chân em không? Ủa cái gì đấy? Thấy chưa, thấy sức mạnh chưa? Ôi nó nuốt em xuống xong nó đánh em đấy. Tất nhiên rồi, kiếm của phù thủy nó phải khác. Ngoài ra anh còn có cái gì đây? Đây, một cái khiên trông rất là lợi hại. Nhìn anh đây này. À, cái này là lúc Dr. Strange tung chưởng. Đúng rồi. Có cái nhẫn đeo ở tay, hiểu không? Đỉnh chưa, đỉnh chưa? Ui, quá đỉnh luôn. Cứ tưởng anh là phù thủy pha ke, cuối cùng là cũng hơi hơi riu riu. Nhưng mà những cái đấy không thể nào mạnh được bằng khẩu súng của em. Đấy, nhìn như là nạp đạn luôn. Đấy. Ây à, súng sọc gan cơ à? Ghê đấy, ghê ghê. Bắn một phát có la chơi luôn. Ua, ghê đấy, ghê đấy. Anh cũng có súng luôn, phù thủy dùng súng luôn. Có súng đây nè. Thấy không? Ôi dồi, thế là phù thủy pha ke chắc rồi. Còn lâu đi phù thủy vẫn dùng súng nữa mà nhỉ các bạn nhỉ. Chết rồi. Phù thủy cầm súng không bắn được các bạn ạ. À. Ê đồ pha ke. À thì hóa ra là nếu mà mình làm phù thủy thì mình sẽ không bắn được súng đâu. Ở đây anh còn có cái con này trông rất là hay này bây giờ đó. Ê. Ghê chưa, ghê chưa. Rồi anh sẽ sử dụng phép thuật giam chân nó rồi đấy. Ông ơi anh đã giam chân nó rồi, em tấn công nó đi. Ui dồi ôi quá đỉnh luôn. Thấy chưa? Thế hóa ra cây quyền trượng này có sức mạnh giữ chân tất cả những con quái vật, làm nó không thể di chuyển được và ốc sẽ có thể tiêu diệt nó một cách dễ dàng không ạ? Tuyệt vời, thế thì con baby long leg này tuổi tôm. Nhưng mà không giữ chân được người chơi đâu, em vẫn đi này. Ờ, ốc vẫn đi bình thường các bạn ạ. Ok. Em biết vì sao rồi. Vì sao? Bởi vì em là người chính nghĩa, không phải là quái vật. Em là một chiến binh rất là thông minh, hiểu không? Thế à, sao anh cứ thấy em trông như con thần kinh? Thôi tránh ra đi. Thần kinh. Em đừng đánh nha, anh có cây khiên sức mạnh đẩy tất cả mọi thứ ra xung quanh đấy. Yeah, ta phải lao vào ta đánh người. Ui trời, làm sao lại gần được. Này, này. À, đau, đau. Chơi bẩn đấy à. Đấy, thấy chưa, thấy bị anh đẩy ra xa chưa? Được rồi, tí nữa ai có quái vật người đấy đi mà tiêu diệt. Em không bao giờ hỗ trợ anh nữa. Cho anh đáng đời đi. Mình là đồng đội, mình phải hỗ trợ nhau chứ. Tại em đánh anh, chê anh thì anh mới dùng khiên để đỡ ấy. Được. Rồi, bây giờ để im anh lấy thêm Lucky Block ra. Hai đứa cùng đập xem hôm nay mình có nhiều đồ xịn xò con bò hơn để tiêu diệt quái vật không nha các bạn. anh tối à? Ôi ơi, chiến binh bò. Cái gì ấy? Ốc bom em... khói. Bom khói màu hồng BD. Vâng. Ui. Con này nó vừa dính bom khói nó đứng yên, nó chạy các bạn không bị ốc bắn chết luôn. Nào mày tuổi gì? Thôi ok, bây giờ anh sẽ ra kia đặt Lucky Block để hai đứa cùng đập xem hôm nay ai kiếm được nhiều đồ hơn nhau nha. Ok. Làm sao nhiều đồ bằng phép thuật gia bên Quý Thành. A few minutes later. Sau một hồi, nhà ảo thuật gia, nhà phép thuật gia đã đặt hết Lucky Block ra đây rồi. Đập luôn. Được, bây giờ chơi là ai mà đứng trên Lucky Block của mình thì phải đập cái Lucky Block dưới chân nhá. Ok. Em sẽ là người may mắn. TNT. Ôi giời, được một cái dương. Được gì không? Có táo, bánh mì, có gỗ. Được rồi, bây giờ sẽ đứng lên cái đài các bạn ơi. Các bạn sẵn sàng chưa? Cái gì ấy? Được cái gì ấy? Được ngôi thanh kiếm đá các bạn ạ. Chả có cái tác dụng gì hết. Đúng là tức chết luôn. Nhìn em đây. Ôi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đừng cho con đập phải TNT hay là bẫy lửa hay là bẫy đe nha. Ui may quá là cái sắt ha. Được mỗi một khối sắt và cũng cười. Nhìn anh đây này. Anh sẽ đập ra đồ xịn xò cho mà xem. Ôi trời ơi. Xét đánh đúng đầu. Ít ra còn được khối kim cương, em được mỗi cái khối sắt củi bắp mà chê anh. Còn hơn là bị cháy người, nhìn em đây. Ồ, đống rơm. Được mỗi đống rơm mà cười anh. Người ta đập được hẳn khối kim cương nghe thấy không? Kim cương rất là đáng thương, chả có gì hay. Đây, tránh ra, anh đập đây này. Ôi, các bạn sẵn sàng chưa? Anh sẽ đập cho các bạn xem nhá. Toàn cái đồ vớ vẩn. Vớ vẩn cái gì? Toàn thuốc trường sinh bất lão đấy. Em nhìn thấy rồi, đừng có mà lừa em. Đây là vũ khí này. Trốn đi các bạn. Ôi dồi, mấy cái bức tranh. Vũ khí. Vũ khí mang tranh cho quái vật xem à? Triển lãm tranh quái vật à? Này, xem anh này. Ôi trời ơi, được mỗi cái block đèn hiệu chả được cái gì đấy, cay đấy nhở. Anh thì làm gì có cái gì đây.
Wow, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy gì chưa? Những lọ thuốc đấy. Đẳng cấp vậy. Ném cho một phát chậm rãi này. Còn lâu mới chậm rãi. Trên người anh đã có rất nhiều loại thuốc xịn sò rồi. Xem bay đây. Cái gì đấy? Ôi dồi ôi, cái TNT đấy. Không phải TNT đâu. Anh đang ở trong này. Có một cái Lucky Block nó nhốt anh trong này luôn các bạn. Thế có cần cứu không? Không cần cứu, anh đập ra được mỗi cái khối này. Chả được cái gì các bạn ạ. Cứ tưởng là nó phải cho mình cái đồ gì xịn sò lắm xong rồi cho mình lấy ở bên trong này chứ. Quá bình thường, nhìn đây. Chết này, chết queo này. Ồ, những khối len màu sắc. Chả đây làm gì? Chả được cái gì nhỉ, chán nhỉ các bạn nhỉ. Rồi các bạn ơi, tụi mình hôm nay đen đủi thật. Toàn đập được ra cái gì không. Chả có tác dụng tiêu diệt quái vật. Thôi chắc là bởi vì anh Bưu Thành đã trở thành nhà phù thủy tài ba rồi nên là người ta không cho anh đồ nữa. Chứ ốc cúi bắp người ta cho mấy đống len về làm người may vá thôi chứ làm gì đúng không. Tiêu diệt quái vật làm sao được, ốc cùi thế kia mà đúng không các bạn. Cùi cái gì mà cùi, em đây này có thuốc của rùa cụ đấy. Ui rồi, uống xong trở thành cụ rùa đi chậm à. Thôi vào nhà đây. Uống xong rồi. Kệ ông nha. Ôi chết rồi, uống xong đi chậm thật Thành ơi. Cứu em với. Biết ngay mà. Ôi giời ơi. Ai mượn uống thuốc cụ rùa vào để làm gì mà đi như kiểu con rùa thế kia. Thì thôi, anh vào nhà trước đây nhá. Ở ngoài nhà tao có đi đến quái vật nó bế em đi luôn. À được rồi anh ơi, em tỉnh rồi. Thì vào nhà nhanh lên, baby long legs bắt em làm mẹ nó xong rồi nó cắn chết em bây giờ. Thôi các bạn ơi, bây giờ tụi mình sẽ ở trong nhà đợi đấy nhá. Và tụi mình sẽ tiêu diệt đó baby long legs quái vật đó đúng không. Bằng bằng bằng. Đợi mãi mãi đợi mà chả thấy bé baby lòng lẹt đâu. Lòng lẹt đâu rồi, lòng lẹt ơi. What the hell? Tỉnh lại đi em ơi, không thì không ai cứu đời em đâu. Không cần ai cứu hết đâu, quái vật đâu, một mình ta chấp hết. Ôi dồi, quái vật còn đang đóng bỉm ngồi lắc la lắc lư lại còn đầu xoay 180 độ kìa. Thôi bê cái này anh ở nhà đi, con này để em. Không. Một mình em có thể tiêu diệt được con này. Để yên cho anh, một mình anh tiêu diệt nó. Em đứng vào trong xem đi. Này, xem anh ném quả lựu đạn là xong luôn này này. Kết thúc luôn này các bạn. Đâu này. Ném vào chân. Ném vào chân. Ôi mình. Thôi anh đứng lại, đừng ăn hại. Nhìn em đây này. Đây, em ơi, chị có trong chóng định mệnh này em ơi. Úi dồi. Trong chóng này các bạn ơi, các bạn để ý không? Cái đầu, cái mặt của nó đằng sau cái đầu luôn các bạn ạ. Em ơi, chị có trong chóng này em ơi. Úi, đánh đau phết đấy. Ông tránh ra, cây khiên đẩy mọi thứ bay ra. Ông ơi, kia đánh nó đi. Anh giữ chân nó đây này, em chém cho nó cái. Ai giả giữ nó nhưng mà đến gần nó vẫn đánh mình bình thường. Choang. Ui, nó đánh cái hiệu ứng lửa đúng không? Đúng rồi. Rồi, người. Tránh ra, để anh. Ông tránh ra. Đỡ trưởng. Đấy chưa, thấy rồi, nó không đánh được anh này các bạn. Đấy. Khiên trên tay quái vật làm sao mà đánh được anh. Đánh nè. Ui. Ủa? Bay tít lên trời. Ui, rồi xuống luôn. Nó nhảy lên đầu em à. Chứ rồi, sao nó đánh mạnh thế. Đánh làm sao được, đánh làm sao được. Khiên đỡ. À, khiên sức mạnh phép thuật. Tiếp chiêu của ta. Cái khiên đẩy ra. Thấy chưa, thấy sức mạnh của khiên bên của Thành phép thuật chưa. Ta có súng, ta sẽ bắn ngươi. Thấy không, bắn nó đi không, bắn nó. Ok, anh tránh ra. Ui gì, bắn vào người anh à, cẩn thận. Không, anh phải tránh ra, em phải bắn nó. Ôi dồi ôi, đồng đội Lucy. Em bắn nó, bắn chết cả anh các bạn ạ. Không hiểu đồng đội ốc làm sao nữa. Ông tránh ra. Đây. Mau tiêu diệt nó đi. Yeah. Ủa cái gì đấy? À, thanh kiếm của anh nó vừa tạo ra sức mạnh ấy. Đấy nhá. Đấy rồi, thanh kiếm này của xa, đánh xa các bạn thấy không? Kiếm phép thuật nó phải khác, đánh xa quái vật không chạm được người luôn. Mày à, tuổi gì sánh vai. Ông ơi, anh sẽ giữ chân nó cho em bắn. Bắn đi. Ai ạ. Chết rồi, nhầm. Đừng đẩy nó đi nữa. Rồi đấy. Đánh nó đi ông ơi. Rồi. Ôi, đang nạp đạn. Rồi. Tuyệt vời các bạn ơi, baby long leg cả tuổi gì sánh vai. Ok fine. 10 điểm. Nhưng mà anh thấy con này đâu có giống con baby long leg giống như ở trong ảnh đâu. Thế thì chẳng lẽ lại còn baby long leg nữa à? Ờ, khéo lại giống như mọi hôm một xíu nữa mình đi vào nhà nó lại bế mình đến thế giới khác thì sao đúng không? Ờ, không biết nữa. Thôi đi vào nhà đi, anh thấy điểm không lành đâu ạ. Ê, đóng cửa ông ơi. Ui, ông ơi,
Anh biết ngay mà, chúng ta bị dịch chuyển đến thế giới khác rồi. Ui, các bạn thấy gì không? Một bầy baby lọc lét chứ không phải là một con ốc à. Ui sao nó lắm thế? Ôi rồi, không có đồ tiêu diệt làm sao được. Ông ơi, em có táo vàng cho anh xin một quả, anh bị mất nửa cây máu luôn rồi. Cho anh hai quả này. Nhưng mà em bảo mình bị lấy hết đồ rồi, em còn mỗi cái quần thôi. Ui dồi, còn mỗi cái quần là còn mày đấy. Đây này, nhưng mà anh á lại có bộ áo giáp màu đen siêu ngầu. Và ở đây còn có cái gì đây? Bàn tay màu xanh lá cây và bàn tay màu xanh dương như ở trong Poppy Playtime phần 2 luôn. Ờ, ui em cũng có bàn tay nè, nhìn nè. Ui, ông có bàn tay của Mommy Long Legs luôn các bạn ạ. Wow, nhưng không biết nó có thể giúp được cho mình cái gì không? Ờ, để anh thử xem nào. Thử bắn vào cái ngôi nhà kia xem nha các bạn. Wow, đỉnh vậy. Thế không biết của em ra cái gì ta? Chiu. Của ốc bắn là tơ nhện các bạn ạ, rất nhiều tơ nhện luôn, xịn vậy. Để anh thử này. Ờ đúng rồi, con Mommy Long Legs vốn là con nhện mà. Ờ nhờ. Rồi ốc ơi, để anh thử bắn lên chỗ bầy baby Long Legs xem nhá. Mày này. Ủa? Baby Long Legs nướng. Rồi để anh thử lại các bạn ơi, hình như anh bắn hụt rồi. Ui dồi ôi. Bố chân dài và mẹ chân dài đẻ ra một bầy con màu vàng luôn. Chúng mày này, cháy chưa? Tiêu diệt chúng nó đi ốc. Ôi trời, chết rồi, em tự bẫy em rồi, cứu em với. Này thì đuổi ta này đấy. Anh bắn nó cái nó chạy luôn các bạn. Này. Ui thôi anh ơi. Thôi anh ơi, em bảo nhá, nó chạm mình phát mình chết luôn ấy. Chết luôn ấy. Nó đánh một cái là mình chết luôn đó các bạn. Ui các bạn ơi, mỗi lần tụi mình chết tụi mình sẽ spawn lại một cái chỗ khác. Và các bạn để ý không, hình như chỗ nào trong Minecraft ở đây nó cũng đều có baby long legs hay sao ốc ạ. Đâu, thế con baby long legs ở ngôi làng này đâu? Tìm đi, anh nghĩ chắc chắn sẽ có. Thôi rồi, anh đang muốn tìm đường về nhà nhưng mà cứ gặp baby long legs là không ổn đâu. Ui giời ơi, nó trốn trong nhà thế này ốc còn không để ý à? Ui nó đang nằm ngủ Thành ơi. Không ổn rồi, phải tìm cách về nhà. Em bảo, không, đừng, đóng cửa vào. Sau đấy mình á. Em bảo đóng cửa sau bây giờ anh cho sét đánh vào cái nhà này đi. Ờ đúng rồi các bạn. Ốc tránh ra. Đấy, thò mặt ra nhìn à, thò mặt ạ. À. Thò mặt này, sét đánh cháy thui mặt chưa? Trông mặt nó ngu quá các bạn. Cháy nhà rồi, kiểu gì nó cũng sẽ chết queo. Đúng rồi. Này, cháy khét mù chưa? Cháy chưa? Ui bắn thêm đi. Ui rồi các bạn ơi, nó khỏe. Ui. Ui ông ơi, em bắn tơ nhện vào chặn đường có đi. Đúng rồi, không là nó chạy ra đấy các bạn ạ. Đây. Đúng rồi. Bắn thêm nó đi. Đây, anh sẽ bắn vào cái mông nó. Ui, bắn cả vào em đi. Ui cháy khét mù cả lút đây rồi. Ui các bạn ơi kìa, baby long legs kìa. Chẳng nhẽ phải. Ui trời ơi, cứ bắn vào em thế. Em cứ chạy vào trước mặt anh. Chạy ra, đừng có chạy vào. Đấy, để ý mà anh bắn. Rồi ôi, cháy cả nhà luôn mà chưa tiêu diệt được nó luôn các bạn ạ. Ui. Ui không, ông bắn tơ nhẹ đi, ông bắn tơ nhẹ nó đi. Tôi nhẹ đâu, đây. Đúng rồi, đấy, phải giữ chân nó như thế. Sau đó anh sẽ dùng bàn tay này bắn sấm sét vào người nó. Này à, baby long legs quái vật à. Nó nhích ra bên này rồi. Ui, nó. Mày nhích ra mà được à. Nó đang bò ra kìa, ốc ơi. Ui. Ốc dùng súng tơ nhện của Mommy Long Legs bắn chết nó luôn các bạn ạ. Cái bàn tay của Mommy Long Legs á. Quá đỉnh luôn, Bê Quý Thành ơi, em giỏi không? Rồi, ốc ơi, thôi chúng ta tìm cách chuồn khỏi thế giới này đi. Anh nghĩ là chúng ta đã lạc vào thế giới của Baby Long Legs rồi đấy. Em thấy mình cứ chết một lần là mình dịch chuyển chỗ khác mà lại gặp Baby Long Legs ở chỗ khác luôn không? Ờ, thôi đúng rồi, thôi đi về nhà đi. Thôi rồi, bye các bạn nhé, hẹn gặp lại bạn video lần sau. Chết rồi, tụi mình bị bế đến một cái thế giới toàn baby long legs luôn. Ốc ơi, em biết đường nào về không? Ờ, em á, làm sao mà em biết được. Bây giờ em out game thì là em out luôn thôi. Goodbye nhá. Ờ, bye các bạn nhé, chắc là tụi mình out game luôn chứ chơi làm gì nữa nhở. Out game nè. Cái gì nhở, ốc giết chết anh. Ốc chết xấu, ốc là mommy long legs các bạn ạ. À. Ốc đã trở thành mommy long legs phản bội anh rồi. Ta là mommy long legs đây. Cái gì nhở.